And now we have a hotline from Hun Bin in Ola, also known as Vietnam. Con xin kính chào sư phụ cùng toàn thể khán giả xem đài cũng như đội ngũ truyền hình Vô Thượng Sư. Con xin kể cho sư phụ và mọi người nghe câu chuyện của con. Đêm đó, con tọa thiền xong và đi ngủ. Con mơ thấy thế giới bị thiên tai, thảm họa, lũ lụt và hạn hán khắp nơi. Con người đang tháo chạy trong sự sợ hãi. Nước dâng lên, ngập tất cả các con đường, ngôi nhà. Sau đó, con thấy bệnh dịch tràn lan, nơi nào cũng chìm trong đau khổ. Con người chạy trốn khỏi thiên tai thì lại mắc phải dịch bệnh. Thế giới rất đau khổ. Và lúc đó con thấy Ngài khóc. Ngài nói rằng Ngài bắt buộc phải để điều này xảy ra, vì đây là sự trừng phạt của mẹ thiên nhiên và đấng tạo hóa. Và vì con người đã sống sai quá nhiều, nếu chỉ cần con người hiểu biết và trở về lối sống đơn thuần, ăn chay và sống xanh để bảo vệ môi trường, tôn trọng và gìn giữ những thứ mà Thượng Đế ban cho, thì thiên tai, bệnh dịch sẽ không xảy đến. Ngài cho con thấy thảm cảnh mà sau cùng chẳng còn mấy ai sống sót. Con đã rất kinh hoàng và hy vọng mọi người hãy cùng nhau thay đổi, ăn thuần chay và sống xanh, cầu cho thế giới thức tỉnh. Con yêu Ngài, cảm ơn Ngài, Sư Phụ thật vĩ đại, khi Ngài xuống đây và thức tỉnh mọi người. Hương Bình từ Âu Lạc, Việt Nam. Hương Bình sâu sắc. Chúng tôi trân trọng sự thấu hiểu của cô và cảm ơn cô đã chia sẻ thể nghiệm bên trong và nhắc lại lời cảnh báo của Sư Phụ về những gì sắp xảy đến với nhân loại nếu họ không quay đầu và tìm cách bảo tồn mọi sự sống. Quả là một ân điển vô biên khi Sư Phụ hiện diện trên địa cầu để thức tỉnh chúng ta và mang đến cho nhân loại sự hiểu biết về nghiệp quả. Nguyện cầu tình thương và lòng từ bi thiêng liêng sẽ chấm dứt sự đau khổ này cho tất cả cư dân trên địa cầu. Chúc cô và Âu Lạc Việt Nam dịu dàng được Đức Phật gia hộ. Đội ngũ truyền hình Vô Thượng Sư. Tái bút, Sư Phụ hồi âm với đôi lời an ủi dành cho cô. Hương Bình dũng cảm, hãy an lòng khi biết rằng cô luôn được yêu thương và an toàn, cho dù có bất cứ hậu quả nào, bất kể là ở lại hay ra đi, nhà của chúng ta không ở đây. Hãy an ủi bản thân trong vòng tay hùng mạnh của thiên đàng, và tôi cũng gửi đến cô một cái ôm thật chặt. Tôi luôn cầu nguyện cho tất cả chúng sinh và cho đi công đức của tôi để thăng hoa thế giới càng nhiều càng tốt, không chỉ cho cô và tất cả đồng tu. Việc tu hành và cầu nguyện thành tâm của cô và tất cả đồng tu cũng giúp ích một phần. Vì vậy, hãy tiếp tục nhé. Nguyện cầu các vị thiên đế chiếu ánh sáng vào cuộc sống của cô cùng người dân Âu Lạc Việt Nam chuyên tâm. Thuần chay để cứu những loài quý giá nhất, loài người. Chúng tôi hoan nghênh những tâm tình, câu chuyện và hoặc thước phim của quý vị về các cư dân thú từ ái đáng yêu. Xin liên lạc với chúng tôi qua supremastertv.com / hotline.